Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Tiếp theo chúng ta nói đến một loại vũ khí hiện đại của Israel. Đó là tên lửa đạn đạo Xtra. Tên lửa Xtra của Việt Nam dù mang theo đầu đạn nhỏ hơn, nhưng kích thước toàn hệ thống lại rất nhỏ gọn cho khả năng động cơ cao. Tên lửa Xtra do IMI và phân hãng MLM System Division của IMI hợp tác phát triển được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm hàng không Paris năm 2005. IAI và IMI đã kết hợp kinh nghiệm về động cơ rocket, đầu đạn và hệ dẫn của mình để phát triển Xtra và sử dụng những thành tựu mới nhất của công nghệ tiến công dẫn chính xác không theo đường ngắm, theo báo chí Israel. IMI đã thực hiện liên tục 5 lần bắn thử nghiệm với tên lửa Xtra mới ở phía nam đất nước, với các tên lửa được đặt trong bệ phóng trên một xe tải, và nó đã thể hiện được khả năng chiến đấu xuất sắc khi phá hủy hàng chục mục tiêu ở xa hàng km. Đạn pháo được đặt trong những container kín, ghép thành cụm 4 quả nhằm thuận lợi cho việc bảo dưỡng, cất giữ và tiết kiệm. Ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các container mang đạn sẽ được đặt trên bệ phóng cố định hoặc xe phóng có thể cơ động được ngay. Đạn Xtra có chiều dài 3,97m, đường kính 300mm, trọng lượng phóng 450kg, mang theo đầu đạn nổ mạnh hoặc đạn chùm nặng 125kg, tầm bắn lên tới 150km với độ sai lệch nhỏ hơn 10m. Bên trong đạn pháo tích hợp sẵn hệ thống dẫn đường GPS quân sự với khả năng tự động điều chỉnh đường đạn bằng những mô đun đẩy. Dữ liệu mục tiêu được nạp trước khi bắn và sau khi bắn đạn sẽ tự động điều chỉnh đường bay, oanh kích mục tiêu chính xác. Xtra của Việt Nam dù cho mang theo đầu đạn nhỏ hơn, nhưng kích thước toàn hệ thống lại rất nhỏ gọn cho khả năng cơ động cao. Đặc biệt nhờ phương thức dẫn đường tiên tiến nên sai số ở mọi cự ly của Xtra đều nhỏ hơn 10m. Khả năng tác chiến của tên lửa Xtra. Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng được cho là đã thể hiện sự quan tâm lớn tới biến thể triển khai trên mặt đất có thể tác chiến chống hạm của tên lửa Xtra để có thể bổ sung sức mạnh tác chiến cho lực lượng phòng thủ đảo ở bờ biển. Các đạn rocket thế hệ mới như Xtra to có hệ thống điều khiển tự lập quán tính và dựa vào hệ thống định vị GPS để căn chỉnh quỹ đạo bay nhằm thu nhỏ CP nên thường được gọi tên lửa, nhưng thực chất chúng chỉ là đạn pháo phản lực có hiệu chỉnh đường đạn ở pha cuối trong giai đoạn bay thụ động. Khi động cơ đã tắt, thông qua bộ cánh lái được điều khiển INS GPS. Có một số ý kiến cho rằng Xtra có thể sử dụng với vai trò như một tên lửa hành trình đối hạm, nhưng đó là sai lầm vì đạn Xtra với hệ thống dẫn đường chủ yếu dựa vào GPS sẽ rất khó có thể tấn công chính xác các mục tiêu di động như tàu chiến, và nó cũng không có khả năng bám biển hay thực hiện các đường bay phức tạp để đánh lừa hệ thống phòng không đối phương như tên lửa diệt hạm thực thụ, mà chỉ đơn giản là thực hiện một cú bổ nhào có hiệu chỉnh mà thôi. Dựa vào tầm bắn xa, độ chính xác và uy lực của mình, Xtra tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi tiêu diệt các bến đổ bộ hay khu tập kết đã được trinh sát và chuẩn bị sẵn phần tử bắn. Toàn bộ binh lực đối phương chắc chắn sẽ không còn cơ hội sống sót khi nằm trong vùng hỏa lực, thậm chí cả tàu đổ bộ đang thực hiện đổ quân cũng có thể bị đạn Xtra tiêu diệt. Với đặc điểm trên và với thực tế là Hải quân Việt Nam hiện nay đã được trang bị rất nhiều loại tên lửa hành trình chống tàu có tính năng chiến đấu ưu việt, nên có thể khẳng định Xtra sẽ không được mua về để phục vụ tác chiến đối hạm. Thưa các bạn, thứ 6 chúng ta nói đến tên lửa Xtra không của tổ hợp K-300 Bastion P. Tên lửa Xtra không của Việt Nam có khả năng tiêu diệt tàu nổi đối phương ở cự ly đến 300km trong điều kiện có đối kháng hỏa lực và vô tuyến điện tử. Tên lửa Xtra không hay còn gọi là Onyx, NATO gọi là SSN-26 do Liên hiệp NPO Masnostroy NDA phát triển
năm 1997 là tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh có tốc độ cao nhất thế giới hiện nay, tầm bắn lên đến 300 km. Hiện nay các nước sở hữu Tracom hoặc BrahMos là Nga, Ấn Độ và Việt Nam, Indonesia, Syria. Trung Quốc được cho là rất muốn sở hữu loại tên lửa này, nhưng phía Nga từ chối bán cho Trung Quốc, do lo ngại phía nước này sẽ dùng để gây ảnh hưởng tới các nước khác hoặc sao chép trái phép. Tên lửa Tracom có chiều dài 8,9 m, đường kính 0,72 m, khối lượng phóng 3.000 kg, sử dụng hệ dẫn kết hợp quán tính và radar chủ động, động cơ phóng tăng tốc sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, động cơ hành trình sử dụng động cơ phản lực không khí dòng thẳng. Cấu tạo tên lửa Tracom gồm chụp mũi, đầu tự dẫn, thiết bị hỗ trợ điều khiển, phần chiến đấu, phần nhiên liệu hành trình, bộ truyền động bánh lái, động cơ hành trình tòng thẳng, tầng phóng, tăng tốc. Tracom có khả năng hoàn toàn tự hoạt tác chiến, tốc độ siêu âm trên tất cả các giai đoạn bay, khả năng lựa chọn các quỹ đạo bay khác nhau, độ cao nhỏ và kết hợp, chuẩn hóa hoàn toàn cho nhiều phương tiện mang trên biển, trên không và mặt đất, cũng như ứng dụng công nghệ tàng hình. Tên lửa có thiết kế khí động thông thường với các cánh gấp hình thang và cánh đuôi, hệ thống dẫn kết hợp quán tính ở giai đoạn bay hành trình và radar chủ động ở giai đoạn bay cuối và động cơ hiệu suất cao, động cơ hành trình siêu âm phản lực không khí dòng thẳng với động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn lắp liền với bộ hút khí đối xứng trục ở mũi và nón ở giữa, đặc tính khí động học tốt và động cơ hiệu quả bảo đảm khả năng cơ động cao của tên lửa và khó bị vũ khí phòng không đối phương ngăn chặn. Đặc điểm nổi bật của Tracom là tầm bắn ngoài đường chân trời, tác chiến hoàn toàn tự hoạt, quỹ đạo bay linh hoạt, tốc độ siêu âm ở mọi giai đoạn bay, chuẩn hóa hoàn toàn cho nhiều phương tiện mang các lớp tàu nổi chủ lực, tàu ngầm và bệ phóng trên bờ, tàng hình đối với radar hiện đại, công nghệ STEED. Tên lửa có thể bay ở hai chế độ, độ cao nhỏ với tầm bắn hiệu quả 120 km hoặc kết hợp cao thấp với tầm bắn đến 300 km. Ở chế độ bay kết hợp, tên lửa bay hành trình ở độ cao đến 14.000 m và 10-15 m ở giai đoạn bay cuối. Ở chế độ bay ở độ cao nhỏ, tên lửa bay hoàn toàn ở độ cao đến 15 m. Tốc độ tối đa của tên lửa ở độ cao lớn 750 m trên giây, ở độ cao nhỏ 680 m trên giây. Với độ cao và tốc độ này, các loại radar trên các tàu chiến rất khó phát hiện. Nếu có phát hiện, cũng không có loại vũ khí nào có thể ngăn chặn được. Hiện nay, để vượt qua được hệ thống phòng thủ trên tàu của đối phương, các tên lửa diệt hạm thường có quỹ đạo bay sát mặt biển với độ cao quỹ đạo tầm 5 đến 15 m. Các radar trên tàu hầu như bị tê liệt do sự phản xạ tín hiệu bị yếu rất mạnh bởi sóng biển. Tuy nhiên, để có được quỹ đạo này, cần có trình độ hết sức hiện đại về kỹ thuật đo cao, khiển khí động học với sóng biển cao 3-4 m, vận tốc bay tên lửa lớn hơn 680 m trên giây, chỉ cần xử lý chậm 1 trên 10.000 giây hoặc sai số nhỏ là tên lửa sẽ đâm xuống mặt biển. Với những tính năng vượt trội, tên lửa Tracom sẽ giúp khả năng phòng thủ bờ biển của Hải quân Việt Nam sẽ trở nên đáng gờm trong khu vực. Thưa các bạn, thứ 7 là tên lửa 4K-44B Redoubt. Đạn tên lửa chống tàu P-35B là loại vũ khí diệt hạm khủng nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam với tầm bắn xa gần 500 km, đầu đạn nặng 1 tấn. Hệ thống tên lửa P-35 có tầm bắn từ 460 km đến 750 km tùy các biến thể khác nhau. Toàn bộ tên lửa nặng 5.000 kg, riêng đầu đạn nặng khoảng 1.000 kg. P-35 có vận tốc cao hơn P-15 với Mach 1,4. Theo dữ liệu Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, năm 1980, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam một hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển tầm xa 4K-44P Redoubt. NATO định danh là SSC-1B Zepan cùng 25 quả đạn tên lửa hành trình chống tàu P-35P. Khi đó, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á sở hữu hệ thống vũ khí diệt hạm này. Hệ thống 4K-44P Redoubt gồm 4 thành phần chính: radar trinh sát 4R-45 Scala, xe chỉ huy, 3 bệ phóng di động và đạn tên lửa chống tàu P-35P. Tất cả các thành phần đều được đặt trên xe vận tải bánh lốp. Trong đó, P-35B là loại tên lửa rất lớn, kích thước đồ sộ,
Nó có chiều dài 10,2m, đường kính thân gần 1m, dài cánh 2,6m, có thể gấp gọn trong ống phóng, trọng lượng phóng tới 4,5 tấn. Đặc biệt P-35P lắp đầu đạn thuốc nổ, thường nặng 1 tấn đủ sức đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn, kể cả tàu sân bay. Đạn tên lửa được đặt trên bệ phóng di động SPU-35P thiết kế dựa trên khung khẩm cơ sở xe vận tải bánh lốp hạng nặng CEL-135K. Mỗi xe được vận hành bởi 5 người, thời gian triển khai sẵn sàng chiến đấu khoảng 30 phút. Để khởi động tên lửa, 4 chân trụ thủy lực sẽ được kích hoạt để cố định vị trí của xe phóng. Ống phóng được một hệ thống thủy lực khác nâng lên một góc 20 độ so với mặt bằng của xe phóng. Sau đó, tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng bằng động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn. Ở độ cao nhất định, động cơ túc bin phản lực KRT-26 sẽ kích hoạt đưa tên lửa tới mục tiêu. Tốc độ hành trình siêu âm Mach 1,4, tầm bắn xa 460 km. Với cự ly đó, P-35P được coi là tên lửa chống tàu có tầm bắn xa nhất của Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Tên lửa được dẫn hướng kết hợp hệ thống định vị quán tính, hiệu chỉnh tham số trong suốt hành trình và radar chủ động ở pha cuối. Sau khi phóng, tên lửa được theo dõi trong suốt chuyến bay thông qua máy trinh sát TU-95RT, TU-16T hoặc KA-25T. Các lệnh dẫn hướng được gửi đến tên lửa từ trạm chỉ huy mặt đất thông qua các hình ảnh mà radar của tên lửa cung cấp thông qua một liên kết dữ liệu video. Từ hình ảnh radar của tên lửa cung cấp, sĩ quan điều khiển sẽ xác định và lựa chọn mục tiêu ưa thích, sau đó khóa mục tiêu bằng radar chủ động của tên lửa. Trong trường hợp không có sự hỗ trợ hướng dẫn từ các máy bay trinh sát, sĩ quan điều khiển, tên lửa sẽ phóng 3-4 tên lửa cùng lúc. Một trong số các tên lửa này sẽ được điều khiển bay lên cao hơn so với các tên lửa khác. Tên lửa này sẽ dùng radar của mình để dẫn đường cho các tên lửa còn lại tấn công một tàu hoặc nhóm tàu được phát hiện bởi các radar cảnh giới. P-35P có độ cao hành trình từ 100-400m hoặc có thể bay cao từ 4.000-7.000m trong trường hợp dùng radar của tên lửa để dẫn đường cho các tên lửa khác. Ở pha cuối, tên lửa hạng thấp độ cao xuống dưới 100m trước khi lao xuống mục tiêu. Tuy nhiên, có tầm bắn cực xa, sức công phá siêu mạnh đủ sức đánh chìm tàu sân bay. Nhưng hệ thống 4K44 Redoute vẫn tồn tại nhiều nhược điểm như kích thước lớn, thời gian triển khai và thu hồi tương đối chậm, hệ thống dẫn đường dễ bị tổn thương trong môi trường tác chiến điện tử mạnh. Dẫu sao 4K44 Redoute vẫn còn rất hữu dụng trong nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc trong tình hình hiện tại. Theo một số nguồn tin, Việt Nam đang tiến hành nâng cấp hệ thống 4K44 Redoute, cải thiện khả năng kháng nhiễu của hệ thống, tăng cường khả năng khóa mục tiêu chính xác của radar. Thưa các bạn, thứ 8 là tên lửa S-300 PMU-1. Ngoài SAM-2, SAM-3, quân đội ta còn có những tên lửa phòng không hiện đại hơn, đó là hai tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 của Nga. Đây là tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay, có tầm bắn xa và khả năng bắt được nhiều mục tiêu cùng lúc. Tên lửa S-300 PMU-1 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Liên bang Nga sản xuất, được đánh giá là tối tân nhất hiện nay. So sánh các tính năng với tên lửa Patriot của Mỹ, thì tên lửa phòng không S-300 PMU-1 đều vượt trội, như cự ly tiêu diệt xa nhất, độ cao tiêu diệt cao nhất, vận tốc mục tiêu bị tiêu diệt lớn nhất, trọng lượng đầu đạn, diện tích che phủ bảo vệ của khí tài tên lửa phòng không S-300 PMU-1 cũng lớn hơn. Cự ly phát hiện là 300 km, diện mục tiêu cự ly gần 5 km, cự ly xa là 150 km, độ cao 27.000m và thấp nhất là 10m. Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU-1 có khả năng vượt địa hình phức tạp, đường xấu, lầy lội, vượt hào rãnh có độ rộng đến 2,5 km, độ chênh cao mặt đường đến 60cm, số lượng mục tiêu được bám sát và bắn cùng lúc là 6 mục tiêu, số lượng tên lửa được điều khiển cùng lúc là 12 tên lửa. Thời gian chuyển từ hành quân sang chiến đấu và ngược lại dưới 5 phút, từ trạng thái trực ban sang chiến đấu 40 giây và nhiều tính năng hiện đại khác. Giá mỗi tổ hợp trên tên lửa phòng không S-300 PMU-1
từ 120 đến 150 triệu đô la Mỹ, giá một quả tên lửa là 1 triệu đô la Mỹ. Với hỏa lực mạnh, độ chính xác cao, khả năng chống nhiễu tốt, tên lửa S-300 là vũ khí hiệu quả chống lại các cuộc tấn công đường không, tập kích đường không bằng tên lửa và máy bay hiện đại của địch. Thưa các bạn, thứ 9, KCT-15, một loại tên lửa do Việt Nam sản xuất. KCT-15, tên lửa chống tàu kiểu 2015 do Việt Nam sản xuất, có hình dáng bên ngoài rất giống với tên lửa chống hạm 3M24E, KH-35E Uran-E của Nga. Theo dự đoán của một số chuyên gia quân sự, tên lửa chống hạm Uran-E do Việt Nam sản xuất có thể được áp dụng những công nghệ mới nhất trên phiên bản Uran-UE. Điểm đáng chú ý nhất của biến thể Uran-UE là nhờ được trang bị động cơ mới, bổ sung cơ chế dẫn đường bằng cách tham chiếu qua vệ tinh, cũng như tối ưu hóa quỹ đạo bay, nên mặc dù kích thước tên lửa và đầu đạn không đổi, nhưng tầm bắn của Uran-UE đã tăng lên tới 260 km. Đối với KCT-15 của Việt Nam, đã xuất hiện thông tin cho rằng tầm bắn của tên lửa sẽ được nâng lên 300 km và mang theo đầu đạn nặng 300 kg. So với tầm bắn 130 km và đầu đạn nặng 145 kg của nguyên bản. Tuy nhiên, sau khi quan sát quả tên lửa được trưng bày tại triển lãm, với kích thước của đạn và ống phóng gần như không có gì khác biệt so với tên lửa của Nga, thì có thể tạm cho rằng đầu đạn KCT-15 không thể lên tới con số 300 kg. Để mang được đầu đạn nặng gấp 2 lần, con số 145 kg đi xa, chỉ cần tới khoảng cách 260 km như Uran-UE thì chắc chắn thân tên lửa phải được kéo dài để có thêm không gian chứa nhiên liệu và đầu đạn. Động cơ cũng phải là loại khỏe hơn và lớn hơn mới đủ sức đáp ứng. Vì vậy hiện nay chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng tên lửa chống hạm KCT-15 do Việt Nam sản xuất sẽ được trang bị động cơ mới của Uran-UE để nối dài tầm bắn 260-300 km và bổ sung thuật toán dẫn đường tiên tiến để có độ chính xác cao hơn. Nhưng kể cả trường hợp KCT-15 vẫn chỉ là Uran-E nguyên bản, chưa có được những nâng cấp của Uran-UE, thì đây vẫn là một thành tựu rất đáng ghi nhận của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Việc sản xuất thành công tên lửa chống hạm KCT-15 đã góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội nhân dân Việt Nam, giúp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Như vậy, 4K-44 Redut cùng lá chắn thép Patton P kết hợp hệ thống tên lửa chống tàu trên hạm KH-35 Uran-E, KCT-15, P-15 Termit và 3M-54 Club S sẽ cho phép tạo nên lưới trận tên lửa chống tàu đủ sức đánh chìm bất cứ chiến hạm nào xâm nhập chủ quyền quốc gia. Tiếp theo thứ 9 là tên lửa Spider, cũng có xuất xứ từ Israel. Tổ hợp tên lửa phòng không Spider là sản phẩm nghiên cứu phát triển và chế tạo của phân bộ các hệ thống chiếm ưu thế trên không thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn các hệ thống phòng vệ tiên tiến Rafael đóng ở miền Bắc Israel. Spider có hai phiên bản, Spider tầm ngắn, còn được gọi tắt theo tiếng Anh là Spider SR-ADS, có vùng diệt mục tiêu trong khoảng cự ly từ 1 km tới 20 km, độ cao từ 20m tới 9000m. Spider tầm trung, còn được gọi tắt tiếng Anh là Spider MRADS, có vùng diệt mục tiêu tương ứng với cự ly tới 50 km và độ cao tới 16000m. Spider được thiết kế để phục vụ cho việc tổ chức tác chiến phòng không theo phương thức tác chiến mạng trung tâm, tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, có khả năng cơ động tự hành cao, chuyển cấp chiến đấu nhanh và ngắm bắn được nhiều mục tiêu cùng lúc. Tổ hợp có khả năng tiêu diệt các loại mục tiêu bay, gồm máy bay tiêm kích, trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và các loại bom, đạn có điều khiển khác được phóng từ xa trong môi trường chế áp điện tử mạnh. Spider kết hợp các mảng ghép công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới về hệ thống thông tin chỉ huy, quản lý sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, xử lý tình báo C4I, hệ thống khí tài trinh sát mục tiêu đường không tiên tiến và đạn tên lửa có tính năng kỹ chiến thuật ưu việt. Spider được trang bị khí tài trinh sát quang điện tử thụ động, Doppler trên từng xe bệ phóng để đảm bảo khả năng phát hiện và chỉ thị mục tiêu cho đạn tên lửa
ngay khi xe đang hành tiến và trong trường hợp kênh trinh sát vô tuyến bị gây nhiễu. Khí tài trinh sát vô tuyến điện tử Spider sử dụng công nghệ anten mảng và quét điện tử chủ động, trong đó Spider tầm ngắn được trang bị đài radar vô tuyến ELM-2016 và Spider tầm trung được trang bị đài radar vô tuyến ELM-2084. Hai đài radar này có tính năng chống chế áp điện tử, khả năng phát hiện và theo dõi đồng thời hàng chục tới hàng trăm mục tiêu bay, qua đó cung cấp tình báo mục tiêu đủ 3 tham số cho hệ thống máy tính phục vụ chỉ huy tác chiến tự động. Spider sử dụng hai loại đạn tên lửa có đầu tự dẫn radar vô tuyến chủ động được bay và đạn tên lửa có đầu tự dẫn thụ động công nghệ ảnh nhiệt hồng ngoại hay băng sóng Python 5. Các đạn tên lửa này có thể được khí tài trinh sát mục tiêu trên xe chỉ huy hoặc trên xe vệ phóng chỉ thị mục tiêu trước khi phóng. Khi mục tiêu nằm trong tầm bắt bám của đầu tự dẫn trên đạn tên lửa, hoặc chúng tự phát hiện mục tiêu được chỉ định sau khi phóng, khi mục tiêu nằm ngoài tầm bắt bám của đầu tự dẫn trên đạn tên lửa. Đạn tên lửa của Spider tầm ngắn và Spider tầm trung khác nhau ở chỗ, đạn tên lửa của Spider tầm trung có thêm một tầng động cơ thuốc phóng xoắn để tăng tầm bắn. Về mặt thiết kế, đạn tên lửa của cả hai tổ hợp này tương thức với các đạn tên lửa đối không thế hệ mới cùng tên do Israel cung cấp cho các máy bay tiêm kích thế hệ 4+. Spider được biên chế cấp tiểu đoàn, gồm từ 4 xe vệ phóng tới 6 xe vệ phóng, 1 xe chỉ huy, 1 xe đài radar trinh sát tích hợp hệ thống nhận diện địch ta. Các xe tiếp đạn, xe bảo dưỡng kiểm chỉnh, tất cả các xe tổ hợp đều được thiết kế trên khung xe bánh lốp, được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ và phòng chống tác nhân tạ sinh hóa, có máy phát điện dự phòng và có kích cỡ tiêu chuẩn. Nhờ đó đảm bảo tính năng cơ động cao trên các hệ thống đường bộ, đường sắt, đường biển hiện có, đồng thời duy trì khả năng việt giã trên mọi loại địa hình, đồng bằng và trung du. Spider ứng dụng công nghệ truyền dữ liệu vô tuyến tự động qua băng sóng VHF, UHF, được mã hóa và kháng nhiễu giữa các xe trong tổ hợp và giữa tổ hợp với các bộ phận khác nhau của hệ thống phóng phòng không, hợp nhất từ khoảng cách 100 km. Đây là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo mạng lưới thông tin chỉ huy kịp thời, chính xác, bí mật và an toàn của tổ hợp trong tác chiến phòng không hiện đại. Hiện nay Spider đã được đưa vào trang bị trong quân đội các nước như Ấn Độ, Peru, Singapore. Với việc đáp ứng các tiêu chí vừa nêu thì việc trang bị Spider là phù hợp với tình hình thực tế và tổ chức thế trận phòng không, cũng như định hướng xây dựng quân chủng phòng không không quân trong giai đoạn hiện nay. Và cuối cùng thứ 10 là tên lửa Club S trang bị cho tàu ngầm Kilo. Tên lửa Club S được trang bị cho tàu ngầm Kilo có đầu đạn nặng 200 kg với tầm bắn 220 km ở pha đầu khi phóng. Tên lửa bay là mặt biển với vận tốc cận âm rồi đạt vận tốc siêu âm Mach 2.9 ở pha cuối cùng với độ cao 4.6m so với mặt biển để lao vào mục tiêu. Một vài nét điểm qua như vậy cho thấy kho tên lửa của Việt Nam khá đầy đủ, gồm cả vũ khí đối đất, đối không, đối hạm, đặc biệt rất phong phú với các loại tên lửa tiệt hạm. Trong đó chúng ta cũng thấy rằng kho tên lửa này đang được hiện đại hóa và nối dài danh sách bằng các loại tên lửa nhập khẩu, có thể là Iskander của Nga hoặc Bradmod của Liên Doanh Nga-Ấn, tên lửa Rosa của Israel và tự nghiên cứu cải tiến để đáp ứng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.